Cô gái đang ngồi đọc sách. Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn điện thoại reo lên. Cô liền mở máy và đọc. Cô nhắn lại: Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô bắt máy. Em đây. Anh gọi em có việc gì thế? Anh chậm rãi trả lời. Sau một thời gian vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh muốn chia tay. Cô gái hơi bất ngờ và im lặng. Anh xin lỗi. Chúc em tìm được người xứng đáng với em hơn anh. Cô tắt máy, thẫn thờ. Cô bắt đầu đứng lên, đi lại. Tâm trạng trở nên buồn và đau khổ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chia tay lại có thể mang đau đớn như vậy. Tim cô thắt lại, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô liền nhắn tin cho người bạn thân. Vài phút sau, người bạn cô gọi điện. Cô nghe máy, sụt sùi nước mắt và nước mũi. Người bạn cô nói: Tớ hiểu nỗi đau mà cậu đang trải qua. Nó rất đau, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nhưng cậu đừng quên rằng trong một nỗi đau đều có một mục đích riêng của nó. Nỗi đau bị bỏ rơi này là một bài học. Một bài học để cho cậu có thể nhận ra rằng phụ thuộc vào ai đó một cách mù quáng cũng sẽ gây ra đau khổ cho bản thân. Phụ thuộc vào ai đó để hy vọng có được hạnh phúc cho mình thì chắc chắn cậu sẽ chỉ nhận lại được sự thất vọng. Cậu cần định nghĩa lại từ yêu. Yêu có nghĩa là hy sinh lợi ích bản thân cho người khác. Nếu cậu thực sự yêu họ, hãy để cho họ lựa chọn con đường tốt hơn cho bản thân họ. Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ích kỷ. Giữ lại họ để thỏa mãn cho bản thân mình là sự ích kỷ, chứ đó không phải là tình yêu thật sự. Bài học lần này sẽ giúp cho cậu hoàn thiện hơn trong mối quan hệ tiếp theo. Có thể người tiếp theo chưa chắc đã là người cuối cùng, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng trong mối quan hệ tiếp theo, cậu sẽ sẵn sàng đương đầu và đón nhận nó, cho dù nó là tốt hay xấu. Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi. Nói chuyện với cậu xong, tớ hiểu ra nguồn của nỗi buồn này chính là niềm tin đặt sai lệch. Phụ thuộc vào một ai đó để đem lại hạnh phúc, cùng mình chỉ nhận lại chỉ toàn là nỗi thất vọng. Tớ tự hào về cậu. Và cậu hãy nhớ rằng những gì không đánh bại được cậu thì sẽ làm cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy đứng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới thật tuyệt vời. Trong cuộc sống, hầu như ai cũng đã từng đau khổ về tình yêu. Cho dù bạn có là người chủ động hay bị động, thì chúng ta cũng đều là những con người đau khổ. Nhưng sau mỗi lần đau khổ, thay vì than vãn và buồn rầu tự trách bản thân mình, chúng ta hãy đón nhận nó như một bài học. Cảm ơn bạn đã đến và giúp tôi nhận ra được bài học của mình.